Một chị nói là em bị bệnh mà dùng linh phù thái ất cứu khổ của thầy thấy khỏe lên, và sau đấy thì muốn dùng hỏi xem là có linh phù nào nữa để tốt hơn. Thì về cơ bản cái linh phù sức khỏe thì các bạn dùng của ngài Tam Quan là một này, hai là thái ất cứu khổ. Còn tại thời điểm hiện nay thì muốn hỗ trợ tốt hơn thì có cái đeo cổ thần bản mệnh theo từng tuổi. Tuổi Tý là Trấn Vũ Đại Đế này, tuổi Sửu là Tứ Phúc Thiên Quan, tuổi Dần là Đông Nhạc Đại Đế, tuổi Mão là Vương Linh Quan, tuổi Thìn là Ngọc Hoàng Đại Đế, tuổi Tỵ là Trường Sinh Đại Đế, tuổi Ngọ là Thuận Thiên Thánh Mẫu. Thì trong cái thông thường những bạn nào mà đặt hàng gần đây là tôi đều gửi cái tấm thẻ này để các bạn biết, hoặc là các bạn có thể lên trang ngocphongthuy.vn các bạn xem. Thì đấy là cái linh phù đeo cổ, tất nhiên là làm đeo cổ cho mọi người tiện, còn ai không muốn thì có thể để ví để cặp, hoặc là làm theo những cái kết hợp khác, ví dụ là muốn tăng thêm sức mạnh thì để cái linh phù đấy vào trong cái khuôn, đúng không? Tôi để sẵn những cái khuôn mẫu ở trên, tính phí 600 thôi, các bạn cứ ghép cái linh phù này, tất cả những cái linh phù nhỏ các bạn có thể ghép vào thì nó cũng ra một cái combo toàn bộ cái sức mạnh rất là tốt, vừa hỗ trợ sức khỏe vừa hỗ trợ cái nhu cầu riêng, đúng không? Muốn học hành thăng tiến nữa thì có thể ghép văn xương, muốn có quý nhân phù trợ nữa thì thêm linh phù quý nhân đấy, hoặc thông căn thông gốc, rất nhiều linh phù chúng ta có thể ghép vào. Tôi đang tư vấn thì thấy chị bảo là muốn loại tốt, không biết là tốt nhất hay không, nhưng mà thực ra bây giờ như tôi nói là tốt nhất thì có loại to trung quỳ tụ tài lộc ấy, có thể ghép cả cái linh phù sức khỏe mà tôi hay cho vào sinh cơ khởi vận, hoặc là bản thân cái đeo cổ thần bản mệnh là cũng cỡ to rồi, cũng có khả năng cho vừa. Bây giờ tôi phải ra tôi thử xem đã. Đây là khuôn ngài trung quỳ cỡ đại này các bạn này. Đây là khuôn hộ thân thần phù, nhưng mà chưa, có lẽ không không vừa các bạn. Muốn cả cái linh phù sức khỏe này vẫn chỉ có duy nhất cái loại này là vừa. Đấy. Loại này là nằm vừa. Loại này cũng không vừa. Cái này chỉ cho được linh phù thần bản mệnh thôi. Nói tóm lại để các bạn dễ hình dung, nếu mà sức khỏe thông thường thì tôi vẫn tư vấn ngài Thái Ất Cứu Khổ này, hoặc là Tam Quan Đại Đế. Cái này chuyên về sức khỏe, cái này cũng sức khỏe nhưng mà nó kèm theo một ít dài hạn đấy. Còn nếu các bạn hay cơ thể yếu mà sợ có âm khí đi nghĩa trang rồi đám ma các thứ thì có hộ thân thần phù, thì đây là ba loại cơ bản để tăng sức khỏe. Còn nếu mà đeo cổ thì như tôi có nói là mình để hết vào một cái khuôn này thì có rất nhiều loại. Các bạn có thể cho hộ thân thần phù nhỏ này vào bên trong này, cho linh phù sức khỏe này. Đây cũng là một hộ thân sức khỏe nhỏ, một cái thông căn thông gốc để thông khí ở trong lá số nữa. Đấy, và bây giờ thì có cả thêm thần bản mệnh, cái này thì cũng cho vừa vào đây được các bạn nhé. Còn muốn thêm nữa đúng không, cho full sức mạnh thì có linh phù quý nhân hoặc là nhân duyên, linh phù văn xương, có rất nhiều. Tức là nếu mà muốn đầy đủ sức mạnh thì cho tất cả vào, khoảng tổng thì nó, nếu mà cho tất cả vào nó khoảng 10 12 triệu gì đấy, thì full combo ở trong này rất là mạnh.